Kính thưa quý vị, chiếc máy bay A320 thế hệ mới Sharklet có cánh vây cá mập sẽ xuất hiện ở Việt Nam vào quý tư năm nay, theo sau một hợp đồng thuê máy bay của hãng hàng không Vietjet Air và Amas vừa ký kết chiều hôm qua ngày 22 tháng 4. Ông Nguyễn Thanh Hùng, phó chủ tịch của hãng Vietjet Air cho biết, chiếc A320 Sharklet được gắn vây cá mập ở cánh sẽ xuất hiện trong các chuyến bay thương mại của hãng này vào quý 4 năm nay. Mặc dù không tiết lộ chiếc Sharklet này sẽ bay tuyến nào, nhưng ông Pritam Singh, phó tổng giám đốc của Vietjet Air cho biết, Sharklet dành cho các tuyến bay dài. Chúng tôi sử dụng chiếc Sharklet cho các tuyến dài như Bắc Á hoặc những chuyến nội địa như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và ngược lại. Theo các chuyên gia hàng không, chiếc A320 Sharklet có khả năng tiết kiệm 4% nhiên liệu và giảm 1.000 tấn CO2 thải ra môi trường hàng năm. Hiện trên thế giới đã có 43 hãng hàng không trang bị A320 Sharklet. Vietjet Air là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam và một trong số ít hãng tại châu Á trang bị máy bay A320 Sharklet. Air Asia trở thành hãng hàng không đầu tiên tại châu Á trang bị Sharklet của Airbus. Vietjet Air sẽ thuê 3 máy bay A320 Sharklet từ công ty AWIS của Ireland thông qua một hợp đồng thuê vừa được ký kết tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 22 tháng 4. Hiện Vietjet Air có 14 đường bay nội địa và 2 đường bay quốc tế từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Thái Lan.